Vòng trước thì BIDV Quang Trung cũng có chiến thắng đầu tiên. Họ giành một thắng lợi quý giá và vượt lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tất nhiên là vẫn chưa đủ an toàn. Và mục tiêu cho huấn luyện viên Mạnh Hùng cùng với các học trò vẫn sẽ là kiếm những điểm số để có thể giữ chắc một suất ở HPL. Đội hình của BIDV Quang Trung vừa xuất hiện với những cầu thủ như Nhật De Gea, Ngọc Lít, Hanh Casemiro, Ngọc Minh, Minh Quang, Dũng Vàng hay Đức Tiến. Còn bên phía Thiên Khôi ngày hôm nay trong khung gỗ vẫn sẽ là thủ môn Phúc Cà Phê. Những cầu thủ là Cường Trề, Sáng Percy, Nguyên Tây, Khôi Ngò, trung vệ Khánh Béo sẽ đá thay cho Huy Thị bị treo giò. Và ở hàng tiền vệ ngày hôm nay có thêm cả sự xuất hiện ngay từ đầu của Thế Vinh. Như Nguyên Tây, Sáng Percy hay Thế Vinh sẽ tiếp tục chơi thăng hoa. Và chạm bóng đầu tiên của Văn Khôi, sút bóng. Một lời chào hỏi có sức nặng của cao thủ Thiên Khôi, Dương Văn Khôi. Pha mất bóng rất nguy hiểm, Khôi Ngò. Làm gì đây, được chuyền vào, cơ hội là đây, vẫn chưa được. Nhà bóng về tuyến sau, sút tiếp. Ba cú đá của Thiên Khôi khi đồng hồ mới trôi qua được hơn 40 giây. Vẫn là áp lực đến từ Khôi Ngò. Cú sút của Thế Vinh không thắng được Nhật De Gea và sau đó có vẻ là tình huống ra chân của Sáng Percy, đúng là như vậy. Lúc này thì cuộc đua ở nửa sau của bảng xếp hạng HPL cũng đang rất nóng sau giai đoạn 1. Và quả người tốt, vô lê. Tình huống xử lý rất ngẫu hứng của cầu thủ bên phía BIDV Quang Trung. Sau những phút đầu có phần lép vế thì BIDV Quang Trung đang chơi tốt hơn, có khoảng trống ở trung lộ. Cơ hội là đây, vào! Dũng Vàng! Một bất ngờ đã xảy ra khi BIDV Quang Trung là những người vượt lên. Dũng Vàng mở điểm cho đội bóng nhà băng. Trong một ngày mà BIDV Quang Trung thiếu vắng rất nhiều cầu thủ trụ cột giàu kinh nghiệm thì Dũng Vàng được chờ đợi sẽ là chỗ dựa cho họ. Là một ngôi trường có truyền thống bóng đá rất mạnh ở thủ đô. Sáng Percy, cú tỉa bóng tuyệt vời, đây là cơ hội. Thế Vinh không được. Cường Trề cắt vào trung lộ, vẫn là Cường Trề, chân phải chăng, sút bóng. Cú đá bằng chân không thuận của Việt Cường. Bóng tiếp tục thuộc về Thiên Khôi, Nguyên Tây. Đi bóng cắt mặt khôn ngoan và sẽ có quả đá phạt cho cao thủ Thiên Khôi. Lỗi là của Lê Ngọc Bình. Hãy chờ xem Thiên Khôi dàn bài như thế nào. Thế Vinh không vào. Một cầu thủ của BIDV Quang Trung đã che chắn. Cú dứt điểm bằng lòng rất căng của Thế Vinh. Sáng Percy vẫn đang rất kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống. Thế Vinh nhả lại cho Sáng Percy. Nguyên Tây làm gì đây? Bài đá phạt rất hay, đáng tiếc là cú sút của Thế Vinh lại đi vọt xả. Tất nhiên là không dễ để ghim được trái bóng xuống thấp ở một cú đá một chạm như thế này. Bóng lăn cũng hơi lập bập và tình huống tiếp xúc bóng của Thế Vinh bị ăn nhiều xuống đáy. Pressing tốt. Nhưng tình huống tranh chấp bóng hai lại thuộc về BIDV Quang Trung, thêm một cơ hội phản công. Sáng Percy được chuyền vào giữa cho Thế Vinh, thả đáy trả ngược, Thế Vinh vẫn không vào. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra và chúng ta liên tục được chứng kiến những tình huống nóng ở cả hai đầu sân và kết nối rất tốt giữa Thế Vinh và Nguyên Tây. Thiên Khôi vẫn đang gặp khó khăn. Cơ hội vẫn chưa được. Lại một thời cơ nữa trôi qua trước mũi giày của các chân sút Thiên Khôi. Lần này là Cường Trề. Một pha giật về nhận bóng bên cánh phải và Khôi Ngò cho thấy Thiên Khôi ở HPL mùa này. Mạnh nát. Bấm bóng cho Claudesia. Đây rồi. Một đều cho Thiên Khôi. Những sự điều chỉnh ở hiệp 2 đã lập tức phát huy tác dụng. Mạnh Nát và Claudesia, hai cầu thủ mới vào sân đã cùng kết nối để làm nên bàn gỡ hòa.
Cú bấm bóng quá đẹp của Mạnh Nát, và với Claudia thì đây là món quà không thể chối từ. Mạnh Nát đã có một đường truyền hoàn hảo và làm hết những gì khó nhất rồi. Claudia và chạm bóng rất ngẫu hứng. Mạnh Nát không vào. Cú đá trúng vào sáng ngang của Mạnh Nát. Claudia đáp lễ Mạnh Nát bằng một tình huống chuyền bóng vô cùng nhạy cảm. Số 15 cũng có một pha xử lý quá gọn rồi. Không thể hoàn hảo hơn được nữa, khống chế bằng ngực. Tình huống gây áp lực tốt của BIDV Quang Trung. Sút ngay. Bóng trúng một cầu thủ áo đỏ và sẽ có quả đá góc cho đội bóng áo trắng. Sáng Percy. Được chuyền cho Claudia. Mạnh Nát. Căng vào. Pha làm tường của Claudici đang có được cảm giác rất tốt. Một cơ hội nữa, vào không, không vào, sút tiếp, vẫn không vào, thật không thể tin nổi. Những pha cứu thua ngoạn mục của Nhật Đơ kia. Không thể tin nổi là thủ môn đối phương lại hay đến vậy, đặc biệt là ở tình huống đá bồi này. Sự xuất sắc của Nhật Đơ kia là lý do duy nhất khiến cho Thiên Khôi không thể ăn bàn ở tình huống này. Và trong những vòng đầu khi mà Thiên Khôi đá trong điều kiện thời tiết oi bức thì anh chơi khá nhạt. Lại một cơ hội. Rất bình tĩnh. Tuyết Trâm. Lần này thì không thể khác được rồi. Điều phải đến cũng đã đến. Bàn thắng cho Thiên Khôi. Những sự điều chỉnh ở trong hiệp 2 của Thiên Khôi đã giúp cho họ lật ngược thế cờ. Pha xử lý quá bình tĩnh và đẳng cấp của Tuyên Trầm. Một lần nữa Mạnh Nát lại bổ sung cho mình thêm một kiến tạo. Tiếp tục là tình huống thủ tốt của Hoàng Xanh. Tuyên Trầm sải chân rất dài, nhưng bóng thuộc về BIDV Quang Trung. Tiếp tục là Ngọc Lít. Cơ hội không vào. Vẫn là Hàn Mạnh Dũng ở cột 2. Nhưng lần này cú đệ bóng của anh thì lại đi thẳng lên trời. Trái bóng đi cũng hơi lập bập. Hãy chờ xem BIDV Quang Trung tận dụng tình huống cố định này như thế nào. Ngọc Lít có thể là phương án. Đúng là như vậy. Cơ hội. Vào không? Không vào. Vẫn không vào. Cơ hội thuộc về Bùi Xuân Trường. Một bài đá phạt rất hay. Chúng ta thấy Trung Thủy Lợi đã di chuyển ra để block người và mở ra không gian cũng như thời gian để Ngọc Lít có một cú căng cột 2. Bóng vẫn trong chân của BIDV Quang Trung. Hàn Mạnh Dũng, Ngọc Lít. Không phải là pha thả đáy. Rất mềm và đa dạng của cao thủ Brazil luôn là đặc trưng. Hoàng Danh quá hợp lý xoay lên. Vẫn là Hoàng Danh, cánh phải rất trống. Mạnh Nát làm gì nào, chuyền vào. Claudia xoay người chân trái, chưa được rồi. Sau đó thì bóng chạm tay của anh. Bên phía BIDV Quang Trung thì Đức Hoan vào sân. Đường chuyền ngang quá mạo hiểm. Đây là cơ hội tung đòn chốt hạ. Tâng bóng. Không vào. Nguyên Tây không thể đưa trái bóng vào khung thành trống. Và tranh chấp của Tuyên Trầm và thiếu chút nữa thì Thiên Khôi đã lấy được bóng. Dù sao thì thời gian vẫn đang trôi đi. 2-1. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho Thiên Khôi. BIDV Quang Trung có lợi thế dẫn trước sau hiệp 1, nhưng Thiên Khôi đã xoay chuyển thế cờ ở hiệp 2.